đoạn này cũng muốn nói thêm về cái nghĩa đoạn này một chút. Cái nghĩa đoạn này khi mà để bình thường như này là bị thoái hóa không ấy, thì nó chỉ bị xẹp, thoái hóa và các gai xương xuất hiện, dẫn đến trong quá trình làm việc các thứ nó chèn ép hệ thống thần kinh cơ làm cho mình bị đau mỏi. Người đời học nói con học làm thinh, người đời kêu ca con học chấp nhận, người đời học sang con tìm gián đơn, người đời oán than con học thứ tha, người đời học nhớ tập tìm quên, người đời ngó lên con học cúi đầu, người đời còn tham con tập đủ vừa, người đời sân si con tập ái hoa, người thường tự cao tập khiếm từ, người thường khư khư con về buông bỏ, đường đời muôn lối xin một con đường, người đời vô thường xin về tình thức. Và sau đó là em sẽ gửi chân cho mẹ. Và tình yêu thương của bố mẹ con cái trong gia đình. Thì lúc đó mình mới biết là tại sao mình đi học mình biết rất nhiều, nhưng mà tại sao mình về mình không ôm được ba mẹ. Và mình nhớ cái lớp học đó là 30 tháng 4 năm 2000 đó. Và mình đã về, mình đã ôm được mẹ và đã nói những cái lời yêu thương giống như bà mình này nói. Thế là tôi thấy là tất cả những cái hình ảnh đó nó tác động của tôi và tôi thấy là tôi muốn là lan tỏa một cái chút gọi là cái suy nghĩ của mình đối với tất cả các bạn trẻ hiện nay đang có mặt ở đây,
khi cha mẹ mình vẫn còn thì mình hãy tận dụng những cái giây phút đó để mà mình thể hiện cái lòng hiếu kính của mình với cái cha mẹ của mình.